Đồng Nai luôn nằm trong top đầu của cả nước về xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có một huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao, 105 xã nông thôn mới nâng cao, 27 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trong năm nay, tỉnh đặt mục tiêu có thêm 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có huyện Cẩm Mỹ. Dựa trên thành quả đạt được ngay từ đầu năm 2024, huyện Cẩm Mỹ đã tập trung chỉ đạo các địa phương cũng như tiếp tục vận động người dân cùng chung tay sớm hoàn thiện các tiêu chí. Ghi nhận của phóng viên Đồng Nai ngày mới. Cuối năm 2027, huyện Cẩm Mỹ đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Trong năm nay, huyện đặt mục tiêu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao với 12 trên 12 xã duy trì, giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện 12 trên 12 xã trên địa bàn huyện đang lập hồ sơ, minh chứng theo Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn mới. Về kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, địa phương đã thực hiện đạt 4 trên 9 tiêu chí với 30 trên 36 chỉ tiêu của Bộ Tiêu chí huyện nông thôn mới. Đạt 4 trên 9 tiêu chí với 29 trên 38 chỉ tiêu Bộ Tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Hiện địa phương đang huy động tất cả các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp, người dân với quyết tâm chính trị cao trong thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt. Huyện đang tiếp tục chỉ đạo, nhất là duy trì và nâng cao cái chất lượng của các tiêu chí, tiếp tục là đầu tư về cái hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Thì trong đó đầu tư, tập trung đầu tư, thứ nhất là nâng cấp và mở rộng xây dựng mới các tuyến đường giao thông quan trọng, trọng điểm. Về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, đến nay huyện Cẩm Mỹ đã có 13 khu đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu. 100% khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn huyện xây dựng được quy ước, hương ước, thực hiện nếp sống văn hóa, góp phần đẩy lùi thói hư, tật xấu, tệ nạn xã hội. Cả cộng đồng cùng giám sát, thực hiện từ những vấn đề như không xả rác, không hút thuốc nơi công cộng, v.v. Các hộ dân trong những khu dân cư kiểu mẫu không chỉ thực hiện tốt tiêu chí sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, mà đều đạt các tiêu chí về môi trường cảnh quan trong khu dân cư. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch về thoát nước. Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu thì cảnh quan môi trường là vừa sạch, vừa đẹp. Và nói chung là nhân dân tích cực trồng hoa và chăm bón các cây trồng và nói chung là có cái ý thức hơn về cái vệ sinh môi trường. Chúng tôi là xác định là lấy người dân làm chủ thể, người dân vừa là mục tiêu vừa là động lực để xây dựng nông thôn mới. Việc huy động nguồn lực của người dân là có ý nghĩa quyết định đến sự thành công hay không thành công trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới. Thì trong thời gian vừa qua, công tác tuyên truyền vận động là luôn luôn là công tác đi đầu trong xây dựng nông thôn mới. Để làm cho nhân dân hiểu được, thấy rõ được cái nghĩa vụ cũng như là cái quyền lợi mà mình sẽ được hưởng. Để sớm đạt được mục tiêu, huyện Cẩm Mỹ cũng đang huy động nguồn lực xã hội hóa trong thực hiện việc cải thiện cảnh quan môi trường nông thôn như trồng cây xanh, giữ vệ sinh môi trường, huy động nguồn lực truy quét tội phạm, trong lắp đặt đèn chiếu sáng, lắp đặt camera thực hiện các tuyến đường an ninh trật tự, tăng cường các khu dân cư kiểu mẫu, đồng thời rà soát những tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt để tập trung thực hiện.